Trọng Nguyên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn. Trước khi đến những cái chủ đề hấp dẫn, nóng bỏng, sôi động thì Trọng Nguyên chúc cho các quý vị sức khỏe lúc nào cũng luôn dồi dào và nhiều sự tốt đẹp và may mắn sẽ đến cho các quý vị. Trọng Nguyên chia sẻ đầu tiên nhất là tình trạng của chiến trường nó có một chút xíu thay đổi. Ngày hôm nay Ukraine đã thừa nhận là họ phải lùi binh ở tại Tikhonovka, là một cái ngôi làng chiến, có thể là một cái làng khá là quan trọng đó. Một cái nơi làng nó đang ở trong một cái vị thế chiến lược mà Ukraine phải lùi về. Cách đây ngày hôm qua thì các quý vị cũng nhận qua bản tin đến từ diễn đàn của chúng ta, đó là Nga đã chiếm được hai ngôi làng theo công bố. Thì ngày hôm nay Ukraine thừa nhận cụ thể là lực lượng Ukraine đã không phải rời khỏi hoàn toàn, rút ra khỏi một khu vực ở tại ngôi làng gần khu vực Chechnya. Thì lý do mà nguyên nhân dẫn đến cái việc mà Ukraine phải lùi binh thì đó là chiến lược quân sự các quý vị. Khi kẻ địch quá mạnh mà chúng ta vẫn cố chấp đóng đô phòng thủ ở một khu vực thì nó dẫn đến thương vong của binh sĩ. Nên là nhiều khi phải lùi một bước để tấn ba bước. Và cái điều mà sự việc mà lực lượng Ukraine lùi về sau thì cái chuyện đó nó cũng không có cái gì khó hiểu. Tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái bối cảnh chiến sự và tướng lãnh chỉ huy của Ukraine phải áp dụng. Người ta kêu là phải biết ứng phó kịp lúc và kịp thời để phải giảm bớt thương vong của binh sĩ tối đa. Khi lực lượng của Nga số lượng quá đông và chúng ta cứ cầm cự ở đó thì nó không đem lại bất cứ một cái gì và có thể bị bao vây lực lượng binh sĩ. Nên Ukraine đã chọn biện pháp lùi binh. Và cái điều này Ukraine đã xác nhận qua báo chí cả toàn cầu của thế giới. Và đây không có cái gì giấu giếm cả. Nên cái vấn đề mà bữa nay chúng ta lần đầu tiên chúng ta cũng nghe được hai phía giữa Nga và Ukraine đều công nhận và xác nhận. Thường xuyên là Nga hay công bố rằng là tôi chiếm cái ngôi làng này, tôi chiếm ngôi làng kia. Nhưng mà Ukraine không thừa nhận. Nhưng mà đợt này thì Ukraine thừa nhận. Nhưng mà cái điều là ở cái nơi này nó khá là quan trọng. Nó khá là quan trọng. Đối với Nguyên thì cái tầm quan trọng nó cũng không đến nỗi để dẫn đến cái sự thất bại lớn lao gì cho Ukraine đâu. Nó chỉ là một cái ngôi làng, Nguyên kêu là nằm ở trong một cái địa lý quan trọng mà nếu Ukraine không thất thủ thì tốt hơn. Nhưng mà Nguyên tin rằng là không bao lâu nữa thì trong vài ngày nữa thì Ukraine cũng có thể đủ khả năng đánh bật trở lại và tìm ra lại những cái vùng đất mình đã mất trong tay của Nga trong vài ngày gần đây. Đây là tình trạng chiến trường mà lần đầu tiên Nguyên thấy hai bên đều thừa nhận. Ít hiếm hoi lắm các quý vị. Thường là một bên công bố, một bên phản bác, một bên công bố, một bên phản bác. Thì lần đầu tiên hai bên đều thừa nhận điều đó. Hai bên đều thừa nhận điều đó. Nên là cái điều đó thì cũng là một cái bản tin mà cần thiết phải chúng ta nhận định được là tình trạng chiến trường nó như thế nào trong ngày hôm nay. Trong Nguyên nói một chút xíu về chiến trường nữa, thường Nguyên ít có cập nhật trên diễn đàn bởi vì tình trạng chiến trường nó thay đổi không ngừng. 24 tiếng đồng hồ nó đã thay đổi rồi. Và Nguyên tin rằng trong những ngày gần đây, sắp tới đây thì Ukraine sẽ có cuộc phản công khá lớn. Thứ nhất là trong những cái tin đồn trong Nguyên nhắc lại là vào trong cái ngày 7 tây đến ngày 9 tây sẽ tổ chức ở buổi họp ở tại Hoa Kỳ. Và cái buổi họp đó nó sẽ nói lên cái định mệnh của Ukraine trong tương lai. Và Ukraine phải chứng minh cho đồng minh của mình là khả năng của Ukraine có thể đánh bật và thắng cuộc chiến tranh này. Nên là Nguyên tin trong những ngày gần đây thì Ukraine sẽ có cuộc phản công. Và chắc chắn là Ukraine cũng sẽ lấy lại một số lượng đất đai lãnh thổ đã mất trong tay của Nga. Ngoài ra thì những cái khu vực khác giống như là Kharkiv, Kherson thì khá là yên lặng. Tuy rằng Nga có tấn công những quy mô lớn, Ukraine đã công bố ngày hôm nay họ đã ngăn chặn khoảng tầm 30 mấy chiếc máy bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ. Và Ukraine cũng đáp trả tương tự như vậy. Có nghĩa là hai bên đều tấn công. Nhưng mà tình trạng chiến trường thì chúng ta vẫn thấy có sự áp lực rất là lớn đến từ Nga ở khu vực Donbass. Đó là bản tin nho nhỏ đầu tiên mà Nguyên muốn cập nhật cho các quý vị để cho cô chú anh chị em nào nghe được tin rằng là Ukraine thất thủ ở tại Chechnya, rồi các quý vị lo lắng, các quý vị sợ hãi, lo lắng cho Ukraine thì đối với Nguyên nó không có cái gì phải lo cả. Chiến trường nó thay đổi không ngừng, bữa nay như vậy ngày mai khác. Và bây giờ một bản tin động trời, một bản tin mà Nguyên nói tiếc thay thì giờ này họ mới tiết lộ. Một bản tin mà tại sao họ giấu giếm chúng ta từng cả 3 tháng. Bản tin này được xuất phát từ ngày 7 tây tháng 4 vừa qua. 7 tây tháng 4 là hơn 3 tháng rồi.
Hơn 3 tháng rồi thì báo chí và phía bên chính phủ của Ukraine mới tiết lộ chúng ta biết được là câu chuyện nó như thế nào. Cách đây 3 tháng về trước, tại một cái vùng đất của Nga tên là Kaliningrad, một cái vùng đất sát biên giới của NATO, đặc biệt là sát biên giới với quốc gia Litva và Ba Lan, và cặp biên giới của đồng minh Nga đó là Belarus, và sát cái ven biển là người ta kêu là biển Baltic, một cái vùng đất cực kỳ là nhỏ, một cái vùng đất nó không nên có, nguyên phải dùng nó là một cái vùng đất nó không nên có ở ngay chăng trung tâm châu Âu, đồng minh của NATO. Thì cái vùng đất này á, thì Nga sử dụng nó là một cái căn cứ bất khả xâm phạm. Một cái điều mà Nga vô cùng sợ hãi là NATO hay là nhiều thế lực khác xen chân vào và tấn công vào cái khu vực này. Cái khu vực nó nhỏ vô cùng. Các quý vị có thể mở bản đồ ra và các quý vị nhìn lại đất nước Belarus, miền Bắc Belarus, là nó có một cái vùng đất cực kỳ là nhỏ, nó tên là Kaliningrad, là của Nga. Cái nơi này thì Nga phần lớn là dùng để chiến lược quân sự và là một cái nơi có thể nó làm cho cái nơi nghỉ ngơi cho lực lượng hải quân của Nga hay là những cái tàu hàng hóa của Nga. Đây là một cái điều mà từ đó tới giờ Nga sử dụng nó là như vậy. Nhưng ngày hôm nay chúng ta nhận một cái bản tin rằng là cách đây 3 tháng về trước, một chiếc hạm đội của Nga đã bị bốc cháy, mà lúc đó chúng ta không biết nguyên nhân và lý do. Chúng ta tưởng là một tai nạn. Chúng ta tưởng là một tai nạn. Nhưng bây giờ thì chi tiết cụ thể nó được trình bày một cách rõ nét hơn. Thì không phải là một tai nạn, là một cuộc tấn công của Ukraine. Cuộc tấn công này của Ukraine được phối hợp với lực lượng đối đầu với Putin. Cái lực lượng này đã tồn tại hơn 20 năm. Lực lượng này nó đã cấu kết với lực lượng tình báo của Ukraine. Hai bên đã phối hợp nhịp nhàng và đã thành công tấn công vào cái chiếc hạm đội của Nga đậu ở tại căn cứ quân sự ở tại Kaliningrad. Ngoài ra thì xung quanh đó cũng bị tổn thương nặng nề. Theo hình ảnh và video quay cho biết, chiếc tàu hoàn toàn đã bị tiêu hủy với đầy đủ thiết bị trên chiếc tàu. Và cuộc thành công này là nhờ một gián điệp. Theo tình báo của Khanh tiết lộ, ông này là người Nga. Ông làm binh sĩ Nga trong hải quân. Vào 24 tháng 2 năm 2022, lực lượng của Nga đã tấn công vào Ukraine. Thì ông ta là người duy nhất ở tại khu vực đó phản bác cái cuộc xâm lược này. Ông ta cho rằng là cái hành động mà của Putin tấn công vào Ukraine nó là cái vấn đề không thể chấp nhận được, và ông ta lên án chính phủ Nga. Khi nghe lập tức thì chỉ huy của ông ta ép ông ta phải đi khám bác sĩ tâm lý, vì cho rằng là tâm lý của ông ta bất ổn. Vì chúng ta là quân nhân mà tại sao chống đối cấp trên? Và cái điều đó đã dẫn đến cái sự mâu thuẫn giữa ông này và khu vực chỉ huy của quân đội của Nga. Sau đó thì ông này ông mới liên lạc âm thầm một thời gian khá dài với tình báo của Ukraine. Và ông đã cung cấp tất cả những tài liệu cụ thể, địa điểm chính xác, tất cả những sự việc ở tại Kaliningrad. Và sau một thời gian khá dài thì giữa ông này với lực lượng chống đối Putin, chúng em nói lực lượng chống đối Putin là lực lượng Nga đó, lực lượng mà tiêu là đòi độc lập đất nước Nga trở lại, thì cái lực lượng này đã phối hợp với tình báo của Ukraine và một số đặc nhiệm của Ukraine đã có thể trà trộn vào Kaliningrad và đã tấn công thành công chiếc tàu hạm đội của Nga đậu ở tại khu vực Kaliningrad. Wow! Đây là bất khả xâm phạm của Nga. Cái bản tin này nó cách đây 3 tháng rồi các quý vị. 3 tháng rồi. Nhưng lý do tại sao giờ này nó mới tiết lộ? Cái lý do mà giờ này người ta mới tiết lộ là bởi vì nó có tầm ảnh hưởng rất là lớn. Và người ta sợ thời điểm đó mà nếu mà bùng phát cái bản tin này quá sớm, thì người ta không biết nó sẽ liên lụy như thế nào. Và nó có thể dẫn đến những cuộc xung đột giữa NATO và Nga hay không. Bởi vì cái khu vực này là Nga không thể nào chấp nhận được có một cái thế lực nào tấn công. Và cái điều đó đã giấu giếm 3 tháng vừa qua và bây giờ mới chính thức được công bố ra bên ngoài. Thì cái điều này là nó điều để chúng ta thấy rõ được là Nga không có bất cứ chỗ nào an toàn hết. Dù Nga cho rằng cái nơi nào bất khả xâm phạm thì người ta vẫn xâm phạm. Và Nga cũng không cách nào phản bác được. Thì để cho các vị biết là giống như bài bình luận của Nguyên đó. Nếu một ngày nào đó giữa NATO và Nga bước vào cuộc chiến chính thức, thì cái vùng đất mà họ tấn công đầu tiên nhất đó là cái vùng Kaliningrad. Vì cái vùng này nó nằm
nó nằm sát biên giới của những quốc gia NATO. Và cái điều đó không thể chấp nhận được. Và họ sẽ tấn công Kaliningrad trước. Sau đó họ sẽ tấn công Belarus. Họ phải giải quyết hai cái khu vực này trước khi họ đối đầu trực tiếp với Nga. Đó là bản tin khá là chấn động mà Nguyên nghĩ là đáng tiếc là họ giấu giếm mình 3 tháng. Họ giấu giếm mình tới 3 tháng mà. Nên là mình bây giờ mình mới biết. Thì đó là một cái điều cực kỳ là đáng tiếc của chú anh chị em. Phải chăng là họ công bố cho mình trước biết sớm. Trong cái giai đoạn mà đang nóng bỏng, hấp dẫn thì Nguyên nghĩ là sẽ có những cái sự việc nó đang ly kỳ hơn. Nhưng mà họ không muốn duy luận bàn tán xôn xao về cái vấn đề đó. Họ đã làm cho cái vấn đề đó lặn xuống cả 3 tháng và bây giờ mới được trình bày cụ thể. Đó là bản tin liên quan đến cuộc tấn công lạ kỳ, hiếm hoi mà không ai ngờ được của Ukraine vào một cái vùng đất rất là xa biên giới của mình. Đó là vùng đất Kaliningrad trên biển Baltic. Và bây giờ thì tiếp tục liên quan đến những bản tin của Ukraine. Thì Trung Nguyên cập nhật cái sự phát biểu của Điện Kremlin ngày hôm nay, khi ông Erdogan đã có một sự đề nghị là để cho ông ta gánh vác một cái vai trò trung gian để giải quyết hòa bình. Thì các quý vị biết là từ những ngày đầu cuộc chiến đó, thì Thổ Nhĩ Kỳ là cái quốc gia đứng ra trung gian, đã có nhiều lần những cái buổi họp ở tại Thổ Nhĩ Kỳ. Phái đoàn của Ukraine và phái đoàn của Nga đã họp ở tại Thổ Nhĩ Kỳ để tìm ra những biện pháp giải quyết hòa bình. Thì Thổ Nhĩ Kỳ từ đó tới giờ là cái quốc gia lúc nào cũng đứng ra trung gian cả, vì Thổ Nhĩ Kỳ có một vai trò rất là quan trọng. Bởi vì cái biển, mình kêu là cái biển đen đó, cái biển đen đó các quý vị, thì Thổ Nhĩ Kỳ là cái người gác cái cổng cửa ra vào. Cái cổng cửa ra vào biển đen là Thổ Nhĩ Kỳ là người gác. Nên là trong thời gian vừa qua thì Nga cũng phải nể mặt nể mũi và Thổ Nhĩ Kỳ đóng một vai trò khá là quan trọng. Nhưng gần đây thì giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hình như nó đã có một cái sự thay đổi về vấn đề ngoại giao chính trị. Tuy rằng ông Erdogan thì cũng không nói gì hết. Ông Erdogan thì hình như ông cũng khá là trung lập. Ông chưa bao giờ trừng phạt Nga. Ông có những cái sự lên tiếng nhưng chưa bao giờ có trừng phạt cụ thể. Và ông cũng không có viện trợ cho Ukraine bất cứ một vũ khí nào. Ông có viện trợ về kinh tế, một chút xíu lượng máy bay không người lái, mà không phải là chính phủ viện trợ, đó là tập đoàn tư nhân của Thổ Nhĩ Kỳ viện trợ, chứ trực tiếp chính phủ thì không có viện trợ. Ông khá là trung lập và cái sự ban giao giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng khá là tốt đẹp. Nhưng ngày hôm nay thì hình như cái công bố của Điện Kremlin nó nói chúng ta biết là giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã có sự xích mích. Ngày hôm nay thì Điện Kremlin đã công bố chính thức Thổ Nhĩ Kỳ không thể đại diện trung gian để đàm phán giữa Ukraine và Nga được nữa. Vì họ đánh giá là Thổ Nhĩ Kỳ không còn đủ khả năng, không còn đủ vai trò và cái đường lối chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ nó không còn phù hợp để làm cái vai trò này. Họ không nói quá nhiều, nhưng họ khẳng định chúng ta biết là cái vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ nó không còn phù hợp nữa. Thì ai phù hợp nhất các quý vị? Theo các quý vị biết là Điện Kremlin đã bỏ Thổ Nhĩ Kỳ, thì Điện Kremlin đang muốn kiếm người nào trở thành trung gian đây? Theo các quý vị đoán coi, ông nghe Nguyên thì trong đầu Nguyên suy nghĩ có người rồi đó. Hiện bây giờ ông Thổ Nhĩ Kỳ ông muốn làm trung gian thì Nga đã bác bỏ. Nga đã cho rằng là không phù hợp. Vậy thì chọn ai đây? Chọn cái quốc gia nào? Theo các quý vị biết là họ sẽ chọn ai? Nguyên nghĩ là các quý vị là dư khả năng đoán ra là người nào là phù hợp. Nước quốc gia nào phù hợp. Đúng. Không phải Việt Nam đâu. Việt Nam mình ai mà mời làm trung gian? Trung Quốc. Đúng vậy. Thì đã thấy cái giọng điệu của Điện Kremlin, vì Điện Kremlin đang cỡ này rất là nịnh bợ Trung Quốc. Nga đang nịnh bợ Trung Quốc rất là nhiều. Và cái điều mà đưa Trung Quốc lên cái tầm cỡ của quốc tế, để cái cảm giác là Trung Quốc là cái quốc gia có đủ khả năng giải quyết tất cả những cái mấu chốt căng thẳng trên cả toàn cầu. Và Trung Quốc là cái quốc gia leader, là cái quốc gia lãnh đạo. Và cái điều mà Điện Kremlin sẽ đưa Trung Quốc lên, thứ nhất là nịnh bợ Trung Quốc, thứ hai để khẳng định rằng là cái vị trí của Trung Quốc ngày hôm nay nó là vượt qua khỏi Hoa Kỳ. Và những cái mấu chốt căng thẳng trên toàn cầu cả thế giới phải cần Trung Quốc giải quyết. Đây là một cái biện pháp mà Điện Kremlin đang muốn nịnh bợ Trung Quốc và để cùng Trung Quốc để phát triển về nhiều lĩnh vực khác nhau. Mà cỡ này thì chúng ta đều biết cái nền kinh tế của Nga đang bị lệ thuộc về Trung Quốc. Và nếu mà không có Trung Quốc thì Nga có thể sụp
đổ về kinh tế. Nên cái điều mà bắt đầu là liếm bô. Nga bây giờ đã học cách liếm bô một cách chuyên không bao lâu nữa thì nguyên các tin chắc các quý vị là Nga sẽ đề nghị Trung Quốc sẽ là người trực tiếp trung gian tổ chức những cái vấn đề đàm phán hòa bình của hai quốc gia trong thời gian sắp tới. Vì sắp tới đây thì Ukraine cũng sẽ đã có cái ý định là sắp tới đây sẽ có cái buổi đàm phán, sẽ mời cả những cái quốc gia có những cái tư tưởng đối lập giống như là Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam, Belarus, Kazakhstan, những cái quốc gia mà đứng về thân Nga đó sẽ được mời trong một cái buổi tranh luận về hòa bình, là một chứ đợt trước thì không có Nga, đợt sắp tới này sẽ có Nga luôn, sẽ tổ chức vào khoảng tầm tháng 9. Nhưng phải chọn một cái quốc gia đứng ra làm trung gian, một quốc gia làm bảo đảm, một cái quốc gia phải nói là một cái quốc gia có đủ tầm cỡ để mà có thể dàn xếp và tổ chức cái buổi họp này nó ổn thỏa như thế nào. Thì hiện bây giờ Nguyên thấy là Nga đang có ý định đề nghị Trung Quốc trở thành cái quốc gia trung gian và cho là Trung Quốc có đủ tầm cỡ để giải quyết tất cả mọi sự việc. Thì đây là một cái cách là trao đổi cho Trung Quốc có một cái vị thế trên cái thị trường của quốc tế, người ta kêu là cái vị thế leader đó, vị thế lãnh tụ, để cho biết rằng là chỉ có Trung Quốc mới giải quyết tất cả mọi sự việc trên thế giới này. Này thì Nguyên không biết là Ukraine có hài lòng và những quốc gia khác có hài lòng cái trong cái tương lai cái đề nghị của Nga hay không, và cái buổi tổ chức đó nó sẽ diễn biến như thế nào cụ thể thì chúng ta cũng chưa rõ, nhưng mà trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ nhận cái bản tin nó tương tự là như vậy. Và cũng nói chúng ta biết là giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã bắt đầu có những sự rạn nứt. Cái điều này thì tốt cho NATO. Cái điều này thì tốt cho NATO. Bởi vì ông Thổ Nhĩ Kỳ ổng là bắt cá hai tay. Thổ Nhĩ Kỳ là hai mặt. Thổ Nhĩ Kỳ là hai mặt mà không ai ở tại châu Á ai cũng biết hết. Nên lý do đó mà Thổ Nhĩ Kỳ không sáp nhập được châu Âu là gì đó. Vì ông Thổ Nhĩ Kỳ ổng chơi dơ lắm. Chơi vì cái nền kinh tế hay chính trị á, ổng khá là phức tạp, nên lý do đó mà trong thời gian vừa qua thì các quý vị cũng biết là người ta đã không cho Thổ Nhĩ Kỳ sáp nhập với Liên minh châu Âu là gì, và cái đơn của Thổ Nhĩ Kỳ đã mười mấy năm nay rồi, người ta vẫn không đồng ý. Khi lúc đó bây giờ thì ông Thổ Nhĩ Kỳ ổng lại muốn sáp nhập vào cái tổ chức BRICS của Nga bởi vì không sáp nhập châu Âu được. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật một bản tin khác cũng khá là hấp dẫn ly kỳ đang được nhiều người chú ý. Đó là cái sự việc cũng là liên quan đến hòa bình mà các quý vị cũng biết đó. Thì ngày hôm nay có một bản tin nó công bố chúng ta biết là Tổng thống Zelensky đã đề nghị, nghe nói Bắc Trump có một cái biện pháp hòa bình trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Hay quá Bắc Trump ơi, Bắc Trump tuyệt vời quá, Bắc Trump là thiên tài. Trên thế giới này hiện bây giờ là chưa có biện pháp nào giải quyết hết. Đã biết bao nhiêu những vị lãnh đạo đã thất bại. Tổng thống Pháp, ông Olaf, ông Sunak, Tổng thống Joe, rồi biết bao nhiêu, cả luôn lãnh tụ Đức Giáo Hoàng. Nói chung là tất cả những nhà ngoại giao, chính trị, họ đã bó tay chống cơm. Đã trong những cái 2 năm vừa qua thì họ đã tìm 1001 cái biện pháp để giải quyết căng thẳng cái cuộc xung đột này, nhưng không cách nào giải quyết. Và tình trạng cuộc chiến thì nó tiếp tục leo thang. Thì chỉ có Bắc Trump nhà ta là can đảm, mi châm 24 tiếng, ghê. Thì Bắc Trung nhà ta đã công bố cái điều đó với một cách rất là mạnh mẽ. Tôi có biện pháp, tôi có cái chiến lược, và trong vòng 24 tiếng đồng hồ tôi sẽ giải quyết cuộc chiến tranh này. Đó, Bắc Trung nhà ta không biết có nổ hay không, nhưng mà cũng khá là nguy hiểm đó. Thì khi cái vấn đề mà có Bắc Trung công bố thì được báo chí nó chia sẻ rất là nhiều. Tất nhiên là có người ủng hộ và có người cười nhạo. Thì cái điều đó thì không cách nào tránh khỏi cả. Thì gần đây thì Tổng thống Zelensky đã nói: "Ê, Bắc Trung à, nghe nói ông hay quá, ông có thể tiết lộ chúng tôi biết được không? Ông tiết lộ cái kế hoạch ra cho chúng tôi biết được không? Chứ bây giờ là chúng tôi bí lắm rồi đó. Đó, bây giờ là bù rồi, bài cào là bù rồi, chúng tôi không có binh ra được cái đường nào nữa hết á. Bây giờ ông đã, nếu ông vậy thì ông có thể tiết lộ cho chúng tôi biết được không? Ông có thể tiết lộ và công bố công khai cái chi tiết cụ thể cái kế hoạch để đem lại cái hòa bình trong cái tình trạng giữa Ukraine và Nga đang hoàn toàn bế tắc và không cách nào giải quyết được hay không?" Đây là Tổng thống Zelensky đã đích thân kêu gọi cựu Tổng thống Trump tiết lộ ra những cái chi tiết cụ thể. Nguyên nghĩ Bắc Trump nói: "Tao nói gì thôi chứ tao biết tao chết liền đó. Tao nói tao nổ thôi.
tao nổ thôi mà. Tụi bay ghép tao hoài, tao nổ vậy thôi. Tao nổ vậy thì báo chí nó mới giết. Em bây giờ tao mà hỏi tao biết chết liền luôn. Tao mà biết cách giải quyết là tao chết liền. Nguyên nghĩ bắt Trump trong đầu bắt nói gì đó. Nhưng mà có một cái quốc gia họ đã lên tiếng là bắt Trump không thể thực thi được. Cái quốc gia đó là quốc gia gì? Đó là Nga. Sau khi Tổng thống Zelensky đã kêu gọi là bắt Trump trình bày ra cái biện pháp để giải quyết hòa bình. Hòa bình, căng thẳng hòa bình. Thì và bắt Trump đã đưa ra cái kế hoạch để cho giữa Nga và Ukraine tìm một giải pháp. Thì ngay lập tức phía bên ngoại giao của Nga đã công bố rằng là hiện bây giờ bất cứ ai cũng vậy. Bất cứ ai hay là bất cứ một cái đường lối giải pháp nào cũng không giải quyết được tạm thời bây giờ. Vì tạm thời bây giờ cái lằn ranh đỏ nó đã bị giẫm đạp và nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Nên là cái vấn đề giải quyết chiến tranh ngay lập tức thì không thể nào thực thi được. Tuy rằng họ vẫn nói rằng là Bắc Trung có những cái ý kiến rất là hay, nhưng cũng không thể nào giải quyết được tất cả những cái mâu thuẫn và đã diễn biến ra trong thời gian 2 năm ấy vừa qua. Thì đây là Điện Kremlin, họ thừa nhận điều đó là cũng không có cách nào giải quyết được. Nhưng mà cái kế hoạch của Bắc Trung có hay không thì chúng ta không biết. Thì chúng ta cứ chờ đợi Bắc Trung quay trở lại tòa Bạch Ốc nha. Chúng ta cứ chờ đợi quay trở lại tòa Bạch Ốc coi Bắc Trung có làm được trong vòng 24 tiếng đồng hồ hay không. Bây giờ chúng ta chưa biết. Vào tháng 11 thì các quý vị, thời tháng 11 đó, thì các quý vị sau tháng bỏ phiếu tháng 11 thì chúng ta sẽ biết ai làm tổng thống Hoa Kỳ. Thì chúng ta biết là sự việc nó như thế nào. Chứ bây giờ thì vẫn chưa biết được. Đó là vấn đề đàm phán hòa bình của ngày hôm nay mà cũng khá là vui. Xong cái sự việc mà Tổng thống Zelensky đã kêu gọi cựu Tổng thống Trump tiết lộ tất cả những cái chi tiết cụ thể về vấn đề này. Và bây giờ thì Trung Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú anh chị em một bản tin được cũng liên quan đến Mỹ và Ukraine. Đó là cái bài phỏng vấn của ông Tucker Carlson, nổi tiếng của Hoa Kỳ và cả thế giới cũng biết mặt khuôn mặt của ông ta. Đó là ông Tucker Carlson. Ông này được trước là ông đã có đi đến Nga và ông đã có phỏng vấn Putin trực tiếp. Cái bài phỏng vấn của ông với Putin. Và gần đây thì ông đã tiết lộ rằng là ông đã có được cái cuộc phỏng vấn đặc biệt với Tổng thống Zelensky. Đó là cái gì mà được tiết lộ ra ở tại báo chí của Hoa Kỳ. Thì phía bên tình báo của Ukraine hay là văn phòng chính phủ của Ukraine tiết lộ là hiện bây giờ chưa có điều đó. Hiện bây giờ chưa có điều đó. Không biết ổng công bố vậy và ổng lấy thông tin ở đâu, nhưng mà theo tình báo và theo văn phòng của Zelensky thì cái vấn đề giữa cái buổi gặp mặt nói chuyện họp báo đặc biệt dành đặc biệt phỏng vấn cho ổng thì hiện bây giờ chưa có. Chính thức là Ukraine công bố là hiện bây giờ chưa có. Tương lai có hay không thì Nguyên không rõ, nhưng tạm thời bây giờ là hoàn toàn không có cái bản tin đó. Nhưng bữa nay thì báo chí nó ở tại Hoa Kỳ nó được chia sẻ rất là nhiều, mà Ukraine thì họ nói rằng là chuyện đó chưa có tạm thời bây giờ. Thì đối với Nguyên có phỏng vấn hay không thì nó cũng không có quan trọng gì. Phỏng vấn thì càng tốt thôi chứ không có gì hết, để cho Tổng thống Zelensky có một cái cơ hội trình bày với cái tình trạng cụ thể và cần sự giúp đỡ nhiều hơn trong cái cuộc chiến này. Cuộc chiến tranh này là một cuộc chiến tranh hao mòn về kinh phí mà, nên là cần một cái kinh phí rất là nhiều để mà có thể củng cố cái cuộc chiến và đem lại cái thắng lợi cho Ukraine trong những ngày kế tiếp. Nhưng mà hiện bây giờ thì công bố chính thức là chưa có nha các quý vị. Nên là chúng ta có hay không thì chúng ta phải chờ đợi một chút xíu. Nguyên nghĩa là vài ngày nữa thì sẽ có được cái sự xác nhận cụ thể là có một bài phỏng vấn đặc biệt giữa ông Tucker Carlson với Tổng thống Zelensky hay không. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật một chút xíu bản tin liên quan đến sự giúp đỡ và lời cảm ơn của Tổng thống Zelensky. Ngày hôm nay thì Tổng thống Zelensky đã cảm ơn rất là nhiều về đất nước Hoa Kỳ sau khi cái gói trợ cấp mới của Hoa Kỳ với cái giá trị là 2 tỷ 3 yểm trợ cho Ukraine. Sau khi cái buổi nói chuyện giữa hai bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đó là Bộ trưởng Ukraine và ông Lloyd Austin ở tại Washington, thì sau đó thì Ngũ Giác Đài đã công bố cái gói trợ cấp viện trợ khẩn cấp cho Ukraine và Tổng thống Zelensky đã cảm ơn nồng nhiệt cái sự giúp đỡ đó. Ngoài ra thì đất nước Pháp đã công bố sẽ viện trợ cho đất nước Ukraine 41 cái hệ thống trợ lực điện. Trong cái tình trạng mà Nga đang tấn công một cái quy mô lớn trong thời gian gần đây, đặc biệt là tấn công vào hạ tầng của Ukraine đã dẫn đến đất nước Ukraine đang thiếu điện nghiêm trọng. Ukraine thiếu điện nghiêm trọng. Và nó đã dẫn đến nhiều khu vực của Ukraine không có điện. Nên đây là cái sự trợ giúp nó hơi đặc biệt.
vì thường xuyên là người ta trợ giúp vào mùa đông về vấn đề năng lượng. Nhưng năm nay thì mùa hè đã thiếu rồi, mùa hè đã thiếu rồi. Nên đây cũng là cảnh cáo cho cả toàn cầu của thế giới là phải chuẩn bị tâm lý vào mùa đông sắp tới đây, thì vấn đề năng lượng của Ukraine nó rất là khó khăn. Riêng biệt với chính phủ của Ukraine thì họ tìm ra những cái biện pháp để bắt đầu là thúc đẩy người dân hà tiện điện tối đa, và họ cắt điện, cắt điện cái kiểu là cắt điện mấy tiếng đồng hồ khu vực này, cắt điện mấy tiếng đồng hồ khu vực kia, và họ có nói cho người dân biết là hãy sống quen với vấn đề này vì năng lượng chúng ta đang thiếu, chúng ta đang thiếu năng lượng. Đặc biệt là gần đây thì Nga đã tấn công một hàng loạt quả tiễn máy bay không người lái vì năng lượng của Ukraine nặng nề. Và sự tổn thất này nó dẫn đến một cái điều là Ukraine vẫn thiếu hệ thống phòng không bảo vệ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Ukraine đã tiết lộ chúng ta biết rằng là cái hệ thống phòng không của chúng tôi không đủ để bảo vệ tất cả những nơi trụ sở quan trọng, và chúng tôi cần sự giúp đỡ của các quý vị. Thì cái điều này nó không thể nào đủ được hết á. Trong khi nó không thể nào đủ được hết vì cái đất nước Ukraine nó quá lớn. Có thể đất nước Ukraine tại tại châu Âu là quốc gia lớn nhất. Nên mà hiện bây giờ mà kêu là bảo vệ hết tất cả lãnh thổ của Ukraine thì nguyên không biết bao nhiêu hệ thống phòng không nó mới đủ. Đặc biệt là Ukraine nó có nhiều hạ tầng, đặc biệt là vấn đề nhà máy hạt nhân nè. Ukraine có nhiều nhà máy hạt nhân nè, Ukraine có nhà máy điện nè, Ukraine có nhiều cái trụ sở quan trọng nè, trụ sở quân sự nè, trụ phủ chính phủ nè. Mà bây giờ mà kêu là bảo vệ hết hoàn toàn thì Nguyên nghĩ là nó một là một cái điều cực kỳ là khó khăn, nó không có đơn giản. Nên là cái điều mà sự kêu gọi sự giúp đỡ hệ thống phòng không thì nó không phải là vấn đề mới gì cả. Nó là diễn biến ra hình như Nguyên nói là hình như mỗi ngày các quý vị, hầu như mỗi ngày. Nên là đây là cái báo cáo cụ thể về sự việc mà về năng lượng của Ukraine phải gặp khó, mà năm nào cũng vậy chứ không phải là một năm đâu, năm nào cũng vậy hết. Nhưng năm nay thì người ta đã xa, mà Pháp thì đã giúp đỡ 40 41 cái máy, cái hệ thống để yểm trợ cho Ukraine về vấn đề năng lượng. Đó là bản tin liên quan đến năng lượng của Ukraine mà các quý vị cũng cần nên biết. Và bây giờ thì cho Nguyên nhắc lại một điều là chúng ta hãy tập trung vào quan trọng nhất trong cái sự việc đó là ngày 7 tây tới ngày 9 tây, cái buổi họp ở tại NATO, nó sẽ diễn biến ra trong vòng 2 ngày. Và đây là một cái buổi họp cái tầm quan trọng nhất của lịch sử cho Ukraine. Có thể nói đây là cái buổi họp nó là mấu chốt nhất. Nó sẽ giải quyết tất cả những cái vấn đề giữa NATO, Ukraine, ban giao kinh tế, thương mại, nó thể nó làm cái gì nó không bao giờ giải quyết hết. Lý do tại sao vậy? Vì sắp sửa đây bầu cử tại Hoa Kỳ, không biết ai làm tổng thống. Nên là cái buổi họp ở NATO 32 thành viên, nó vừa là quân sự, nó vừa là kinh tế, nó vừa đủ thứ cả. Nó vừa giải quyết vấn đề của Ukraine, vấn đề của Trung Đông và vấn đề của Á Châu. Nói chung là cái buổi họp sắp tới, nó sẽ giải quyết tất cả mấu chốt tương lai của trái đất của chúng ta. Nên là cái buổi họp đó Nguyên nghĩ là chúng ta phải bỏ thời gian và theo dõi sát hơn, và để tìm hiểu kỹ càng hơn những cái sự việc nó biến chuyển xảy ra như thế nào, để cho các vị biết là cái tầm quan trọng của nó không phải giải quyết vấn đề Ukraine không. Chúng ta đều biết là Ukraine không thể sáp nhập được, nhưng nó sẽ giải quyết vấn đề ban giao an ninh giữa châu Âu và châu Mỹ, vấn đề kinh tế giữa châu Âu và châu Mỹ, họ lợi dụng đó để họ làm những cái hợp đồng. Rồi vấn đề Mỹ Á Châu, Mỹ Trung Đông, nói chung chung là tất cả những mâu thuẫn về tranh chấp từ quân sự đến kinh tế sẽ được giải quyết vào vài ngày nữa thôi, 2 3 ngày nữa. Nên là các quý vị cũng đang phải chuẩn bị tâm lý hồi hộp, đặc biệt là mấy bác ở bên Việt Nam, Đài Loan, Nam Hàn đó. Đó, khi tình trạng mà Nguyên nói là Nga đã làm vỡ đi cái trật tự của thế giới, thì Nga bắt tay với Bắc Triều Tiên, nó không còn có cái trật tự thăng bằng được nữa. Nên là sắp tới đây cái buổi họp NATO là cái tầm quan trọng nhất mà chúng ta theo dõi sau. Và bây giờ thì cho Nguyên chia sẻ cùng cô chú và anh chị em cái buổi họp cũng là buổi họp của Nga ở tại Kazakhstan, là cái tổ chức mình kêu là OCS, về liên quan đến kinh doanh đầu tư của khu vực Trung, mình kêu là Trung Á, Trung Á. Thì Putin đã gặp Tập Cận Bình và nhiều nguyên thủ quốc gia khác. Bữa nay thì có cả luôn Belarus cũng được mời. Thì cái buổi họp nó có những quốc gia như thế nào để cho Nguyên mạng phép đọc lại ha: Nga, Belarus,
Trung Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kyrgyzstan, à, mấy ông tăng tăng đó, 4-5 nước mà mấy ông tăng tăng đó, Tajikistan rồi đó. Đó là những cái quốc gia mà đang nằm ở trong trung tâm chính giữa Á Châu, thì cái buổi họp nó đã diễn biến ra ở tại Kazakhstan. Thì bài phát biểu giữa ông Tập Cận Bình và Putin được công bố cụ thể sau đây. À, thứ nhất là ông nói á, là cái trật tự thế giới đã thay đổi. À, đó, ca ngợi là trật tự thế giới đã thay đổi. Và cái quyền lực của thế giới nó bắt đầu thăng bằng và nó được công bằng hơn, được công bằng hơn. Đó. Thì Trung Nguyên giải thích cái bài phát biểu này. Cái bài phát biểu này thì các quý vị sẽ nếu cô chú anh chị em nào mà không đi theo dõi chính trị của thế giới đó và các quý vị không theo sát thì các quý vị sẽ không hiểu bài phát biểu của ông nói cái gì. Chỉ nghe là ông ca ngợi là cái buổi đó đó là trật tự thế giới đã thay đổi. Và thăng bằng của thế giới được thăng bằng hơn, quyền lợi được chia đều hơn. Đó, cái ý định của ông nói là gì? Thì trong cái buổi họp này đó thì cái người chủ chốt nhất chính là Trung Quốc. Trung Quốc là cái có thể nói là cái cụ chột, cái cụ chột. Và cái lời phát biểu của ông Putin á, nói về vấn đề trật tự của thế giới đó là muốn nói rằng là cái vai trò của Trung Quốc ngày hôm nay và cái sự thăng bằng của thế giới, quyền lực của thế giới chia đều đó là Trung Quốc đã có một cái vai trò lớn. Vai trò lớn. Ngày xưa thì là Mỹ là hoàn toàn là cái quốc gia điều hành, nắm quyền. Nhưng bây giờ không còn là Mỹ nữa và có một cái thế lực khác. Và không phải chỉ có khối NATO là cái thế lực mạnh không, mà bây giờ có thể những cái quốc gia mà trong cái bàn họp này mười mấy quốc gia trở thành một khối trong tương lai. Thì đây là một cái điều trình bày để họ muốn nói rằng là cái thế lực của họ ngang đương, tương xứng với NATO và quyền lực của thế giới được chia đều. Và Trung Quốc đã gánh một cái vai trò quan trọng và Trung Quốc đã trở thành một cái quốc gia lý đó. Nói chung chung là cũng ca ngợi Trung Quốc, nói chung chung là cứ bưng bô Trung Quốc thôi. Nói chung chung là cái buổi họp đó Nguyên thấy phần lớn là tưng bốc Trung Quốc lên, là Trung Quốc là đã có một cái vai trò lớn, Trung Quốc là như thế này, Trung Quốc như thế kia, và chúng ta phải đoàn kết lại với nhau và để chúng ta có một cái về vấn đề kinh tế hay vấn đề quân sự để chúng ta đối kháng với phương Tây. Thì trong một cái buổi họp như thế này nó diễn biến ra thì chúng ta thấy cỡ này thì khối này với khối kia bắt đầu nó xích gần lại nhau rất là nhiều. Chắc các vị có nghe là những bài bình luận của nhà chuyên gia chính trị, trong tương lai nó sẽ lưỡng cực, trắng và đen nó sẽ xung đột. Thì bây giờ nó đang đi tới một cái giai đoạn gần gần như vậy. Thì chúng ta đã thấy được cái bước đầu tiên đó là Nga bắt tay với Bắc Triều Tiên. Nếu mà NATO bước vào Á Châu thì Trung Quốc bắt buộc phải bắt tay với Nga. Trung Quốc sẽ bắt buộc phải bắt tay với Nga chính thức quân sự. Sau đó thì hàng loạt những quốc gia mà dưới tướng của Trung Quốc và dưới tướng của Nga sẽ bắt buộc phải liên minh tiếp tục. Thì Nguyên thấy cái đà nó đang đi đến cái gần giai đoạn đó rồi. Vì trong tương lai không xa nữa, Nhật Bản sẽ sáp nhập vào NATO, Nam Hàn sáp nhập vào NATO, Philippines sáp nhập vào NATO, thí dụ. Thì Trung Quốc bắt buộc phải tạo ra một cái khối liên minh của mình để chứng minh sức mạnh của mình. Thì tất nhiên là Nga đang mở cái cánh cổng và Nga đang chờ đợi giây phút đó. Nga đang chờ đợi giây phút đó, các quý vị. Nga đang chờ đợi giây phút đó vì Nga đang cần sự giúp đỡ của Trung Quốc. Nên là đây cũng là một cái sự kiện khá là bận tâm về vấn đề liên quan đến chính trị. Thế giới này ngày hôm nay nó đi đến một cái giai đoạn mới của lịch sử. Và mình nói là chúng ta đó là những người chứng nhân của lịch sử. Và chúng ta là người đang coi cái tình trạng của thế giới nó thay đổi như thế nào. Và mình mong là cái điều đó không xảy ra. Mình mong điều đó không xảy ra. Mà Nguyên nghĩ không có tránh khỏi. Với cái đầu óc, Nguyên nghĩ là cái đầu óc điên cuồng của Putin không chịu lùi binh. Thực tế thì cái cuộc chiến tranh này có lợi gì cho Putin đâu. Mình nhìn kỹ lại. Nguyên nhìn lại, Nguyên tính đi tính lại hoài. Putin đánh 2 năm mấy rồi thì có lợi gì cho ổng? Nguyên thấy không có lợi gì cho ổng hết. Thứ nhất á, là đất nước Nga bị trừng phạt, bị cô lập cái nền kinh tế, đúng không? Ổng bị lệnh truy nã, hàng loạt người bị lệnh truy nã, rồi cả thế giới tẩy chay ổng. Bây giờ đá banh cũng không có ổng. Đá banh châu Âu nè, ngày xưa lúc nào cũng có Nga, Belarus. Bây giờ đá banh cũng không có ổng. Olympic cũng không được treo lá cờ. Rồi những cái tổ chức này tổ chức kia thì người ta tẩy chay không ngừng. Thì Nguyên không biết là rồi bây giờ đánh cũng chưa biết đánh thắng hay bại nữa. Tình trạng cuộc chiến thì nó cũng nằm ì đó.
năng lượng dầu hỏa của mình thì bị tấn công, Ukraine nó tấn công thường xuyên, hàng loạt những cái khu bị thiệt hại càng ngày càng nhiều. Còn bây giờ ông được cái gì, binh sĩ thì chết 500.000 binh sĩ, thiết bị quân sự thì đốt cháy hàng loạt. Bây giờ vũ khí của mình ai cũng biết là đồ dởm hết. Ngày xưa thì người ta tưởng vũ khí của Nga giỏi lắm, ai cũng mua hết. Bây giờ tương lai ai mua vũ khí của Nga nữa? Cả đồng minh của Nga nó còn không mua mà. Chỉ có Việt Nam mà là còn trung thành là còn mua vũ khí của Nga thôi, chứ bây giờ đồng minh còn không mua mà. Bây giờ thì chắc các vị biết là trong cái cuộc chiến tranh này, quý không biết là Putin ổng có lợi được cái gì. Rồi đánh chừng nào mà chấm dứt, còn nguyên cũng chẳng có biết chừng nào ổng chấm dứt, ổng lợi được cái gì. Rồi đồng minh Armenia thì quay lưng, hoàn toàn quay lưng Armenia, cắt đứt quang giao. Rồi những cái quốc gia khác cũng giữ khoảng cách. Ê, Nguyên không biết ổng đánh cái chiến tranh này ổng lợi được cái gì, Nguyên không hiểu. Tại vì người ta đánh phải có mục đích, và người ta đánh nó phải đem lại cái lợi nhuận gì đó cho đất nước của người ta. Còn bây giờ ổng đang đánh mà để ổng đang dùng cái số tiền 300 tỷ kho của ổng ở trong quốc khối. Nó đã đốt trái 300 tỷ từ động của Lỹ nào đó. Nga đã dành dụm hơn mấy chục năm được 600 tỷ Mỹ Kim. Dành dụm hơn mấy chục năm mới được 600 tỷ Mỹ Kim. 600 tỷ Mỹ Kim dành dụm. 300 tỷ để ở nước ngoài bị đóng băng. 300 tỷ ở trong nhà băng, ở trong đất nước, đốt cháy với chiến tranh hết. Ông đã tốn 600 tỷ, rồi ông được cái gì? Ngoài được hủy diệt thành phố của Ukraine. Hủy diệt thành phố của Ukraine, chứ ông được cái gì? Nguyên không có hiểu là ổng có suy nghĩ là cái cuộc chiến tranh này ổng đã đi sai bước. Nhưng mà những cái người giống như Putin như vậy là những người cố chấp, là họ không thừa nhận họ sai. Họ không thừa nhận họ sai, và họ cũng không bao giờ quay lưng lại với cái quyết định của mình. Và nếu họ quay lưng lại với cái quyết định của mình thì họ cho rằng là họ sẽ mất đi cái quyền lực và cái uy tín của họ không còn. Nên cái lý do đó là họ tiếp tục và tiếp tục. Chứ nói với Nguyên thì tôi rút về cho rồi, ở đó làm cái gì, quýnh hoài nó cũng vậy. Gặp Nguyên bây giờ là Nguyên đàm phán hòa bình. Nó bây giờ các anh mở cấm vận lại cho tôi hết, chúng ta ký hợp đồng ban giao hết, đúng không? Bây giờ chiến tranh chúng ta xù, ở đây chúng ta xù, tôi trả đất lại mà tôi xù, tôi không bồi thường gì hết, tôi không có bồi thường một đồng bạc là chiến tranh hết nha. Đó, nhưng mà chúng tôi ngừng cuộc chiến ở đây, chúng ta ký liên minh với nhau đó, rồi chúng ta quay trở lại cái giai đoạn đầu. Bởi vì giờ ngừng bây giờ đó thì Nga có thể có cơ hội thay đổi lại cái tình trạng không bị lệ thuộc về Trung Quốc. Và cứ tiếp tục cuộc chiến như thế này thì không bao lâu nữa, 10 năm nữa. 10 năm nữa chắc như vậy. 10 năm nữa thôi, 10 năm nữa thôi là đất nước Nga nằm trong tay của Trung Quốc hết. Bây giờ các vị biết là đất nước Nga họ đâu có học tiếng Anh nữa. Không có học tiếng Anh nữa. Trường đại học của Nga, những cái trường của Nga là dẹp tiếng Anh qua bên hết. Bây giờ là ní hảo má rồi. Vì tại sao vậy? Bây giờ học tiếng Anh làm việc ở đâu? Ông chủ bây giờ là chủ Trung Quốc không à? Làm ăn với Trung Quốc không, học tiếng Anh làm gì? Nên là học sinh bây giờ là học tiếng Tàu không? Không bao lâu nữa thì đất nước Nga, kinh tế của Nga nó sẽ chìm trong nắm tay của Tập Cận Bình hết. Nên nói chung cuộc chiến tranh này Trung Quốc hưởng lợi rất là nhiều. Công nhận là Trung Quốc hay thì cái nước cờ này Tập Cận Bình ngồi ở không nhịp đùi lại trúng mánh. Các người có đồng ý không? Cái người có lợi trong cuộc chiến tranh này là Trung Quốc, nhịp đùi lại trúng mánh. Biết bao nhiêu hợp đồng béo bở giữa Nga và Trung Quốc đã ký trong thời gian gần đây, biết bao nhiêu cái khai thác năng lượng do Trung Quốc đầu tư và mua được. Rồi bây giờ tất cả cái nền kinh tế hàng hóa của Nga là Trung Quốc hết. Bây giờ 99% hàng hóa là của Trung Quốc hết. Hàng hóa nhập á. Nga nhập nước nào nó đâu có hướng nào nhập đâu. Chỉ có nhập hàng của Trung Quốc thôi. 99% là hàng hóa của Trung Quốc hết. Rồi Nga thiếu nhân liệu, thiếu tiền bạc, thiếu này thiếu kia qua bên Trung Quốc mượn nợ. Rồi không khai thác được, phải đầu tư nhờ Trung Quốc đầu tư vào. Cái chiến lược của Putin đánh Ukraine là cái chiến lược thất bại nhất trong cuộc đời chính trị của ông. Và nếu ổng bây giờ mà ổng suy nghĩ kỹ đó, ổng chịu chút xíu kêu là bị mặt mũi đó, bỏ cái mặt mũi mình đi đó, chịu nhục một chút xíu, lùi binh đó, thì ổng có thể cứu vãn được tình thế của đất nước Nga của ổng. Còn nếu không thì cái vị thế của đất nước Nga của ổng nó sẽ từ giây phút này nó sẽ không còn tồn tại cái vị thế đàn anh nữa, vị thế leader nữa. Ngày xưa trên thế giới nó có ba quốc gia chính mà người ta tôn trọng, nó sẽ trở thành lãnh đạo của thế giới. Thứ nhất là Mỹ, thứ hai là Nga, thứ ba là Trung Quốc. Nhưng bây giờ Nga đã không còn,
là cái quốc gia có đủ tầm cỡ để giải quyết trở thành lãnh đạo của thế giới nữa. Bây giờ chỉ còn hai quốc gia cạnh tranh duy nhất chính là Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trung Nguyên ngừng chương trình ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em đã bận lắng nghe cái thời sự liên quan đến chiến sự Ukraine ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quý báu của mình. Bye bye cô chú anh chị em, chúng ta gặp lại. Hãy đứng cùng tôi, đứng gần nhau hơn chút nữa, đủ gần để một bàn tay tìm một bàn tay, đủ gần để một nhịp tim nghe một nhịp tim. Xin em hãy đứng cùng tôi, đứng gần nhau hơn chút nữa, gần để đôi mắt tôi nhìn vào đôi mắt em, đủ gần để ta nhìn sâu vào linh hồn nhau, đủ gần để khi ta nói lên hai tiếng đồng bào, ta có thể thấy giọt nước mắt ngọt ngào trên khóe mắt của nhau. Xin em hãy đứng cùng tôi, gần hơn, đủ gần để chúng ta không còn sợ hãi, để biết rằng chúng ta không lẻ loi, để biết rằng chúng ta không yếu hèn như chúng ta đã tưởng, như chúng ta đã. Để đôi mắt tôi dù khép lại mãi mãi vẫn có thể hình dung nụ cười trên khuôn mặt em rạng rỡ vô cùng trong thế giới tôi ước mơ, thế giới ta ước mơ. Xin em hãy đứng cùng tôi, gần hơn và gần hơn, đủ gần để những gì tàn án phải chết đi trước ước mơ của chúng ta, ước mơ được sống đúng nghĩa một con người. La 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 la. Phải trên thì chúng sẽ tiếp tục sống, mà chúng chỉ sống được khi chúng ta còn sợ hãi, còn sợ hãi, còn sợ hãi. Thì xin em hãy đứng cùng tôi, gần hơn và gần hơn, để chúng ta thành một biển người, đủ gần để những gì tàn ác phải chết đi trước ước mơ của chúng ta, ước mơ được sống đúng nghĩa một con người.